vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay đến tịnh viên miếu bà Chúa Xứ Bào Mướp. Dạ. Hôm nay là vào ngày cuối tuần cho nên bà con mình hành hương về đây cúng viếng miếu bà rất là đông. Và hôm nay tôi cũng đi vào trong đây để ghi hình mấy chỗ thì tôi cũng ghé miếu bà để ghi những thước phim này về cuối tuần cho cả nhà mình xem nha. Còn đây tất cả là đoàn xe hành hương về đây cúng viếng miếu bà nha cả nhà. Tôi thấy đường đi vào cổng để đi vào miếu bà thì có hai cổng, một cổng phụ và một cổng chính. Hồi nãy cổng chính thì chúng ta đã đi qua rồi, còn đây là cổng phụ nữa nha cả nhà. Dạ, còn đây là cổng phụ ha cả nhà ha. Đây là cổng vào phụ nè. Còn đây là đường mình đi ra ngoài kia, là mình sẽ đi ra về quốc lộ. Mình ra quốc lộ để mình đi về Long Xuyên hay là mình đi về tỉnh Biên ha cả nhà. Tỉnh Biên, Tri Tôn đều được hết. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hồi nãy cổng chính của miếu bà Chúa Xứ Bào Mướp. Dạ, hồi nãy là cổng chính chúng ta đã đi qua rồi, bây giờ đây là cổng phụ. Thì thôi bây giờ tôi cũng xin mời tất cả mọi người cùng tôi đi vào bên trong để mình tham quan và chiêm bái lễ bà nha cả nhà ơi. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên là bà con mình hành hương về đây là cúng viếng cũng rất là đông. Như hồi nãy tất cả mọi người nhìn thấy rồi đó, xe đậu phía bên ngoài rất nhiều. Và bà con về thì cũng đông lắm. Thường thì vào những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì bà con mình về đông vậy đó. Miếu bà ở đây rất là linh thiêng nha cả nhà. Mình vào mình cúng viếng rồi thì mình cũng cầu nguyện được bà sẽ ban cho được nhiều thứ. Đây là phía bên trong miếu bà.
đây là phía bên trong chánh điện của miếu Bà. Bên trong chánh điện miếu Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu Bào Mút nha cả nhà ơi. Bà con mình hôm nay thì cuối tuần cho nên là bà con hành hương về đây cúng viếng, ở khắp nơi về đây cúng viếng. Hôm nay là ngày cuối tuần thì bà con mình ở khắp nơi hành hương về đây cúng viếng miếu Bà rất là đông vui hết cả nhà. Tôi thấy cũng có nhiều cổng để là miếu Bà, miếu Bà Chúa Xứ Bào Mướp nè. Ê, đừng có thổ tay chồng tiên mà lên thấy đẹp không? Đi. Cả nhà mình có nhìn thấy không? Cá con nhỏ 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 đủ thứ màu hết luôn nè. Đẹp quá trời luôn, đang bơi tung tăng này cả nhà. Dễ thương quá, cá bảy màu đẹp quá. Dạ, đây nè chú. Đó, bơi tung tăng đủ màu hết, dễ thương nha. Cái này, cá này cá ngoại quốc nè. Đó. Dạ. Đẹp quá trời luôn hả? Mà nhỏ nhỏ vậy. Dạ, mà màu óng ánh thấy thương quá. Cái loại là loại người quốc á, mà như mình gây ở đây. Dạ dạ. Vậy bà cũng sống ở. Cái máy cô sẽ có chút xíu vậy nè là sao? Dạ, tại cái máy quay phim nó chút xíu vậy. À máy quay phim hả? Dạ. Mua ở đâu? Tới với gì động hả? Dạ cái này con mua ở nước ngoài hả? Không, mua trên Sài Gòn mình nè. Cái luôn cái cây này luôn vậy hả? À, mua này mua đi. À. Cái này mua đi. Mà nhưng cái này nó lên nhiều hình không? Dạ lên hết ha. Con quay này ha. Về chú coi trên TV là thấy chú rất là rõ luôn. Chú có màu gì là sẽ ra màu đó hết. Nó chuẩn màu và nó hút tiếng rất là chuẩn cái luôn. Cái này mua ở đâu? Con mua ở đâu rồi? Con mua trên Sài Gòn á. Con quay. Có dính tôi không? Đây giờ dính nữa nè. Nãy giờ dính rất là nhiều. Dạ. Dạ. Chú ơi mình ở đâu về hành hương về đây chú? Ở Sài Gòn. Dạ trên Sài Gòn. Đi, cái này đi. Con cũng mua ở trển nè. Dạ, dạ, dạ. Đi tìm mua ở những nơi mà mình bán. Mà mình xài bao nhiêu lâu nó mới hết pin? Cái này nếu mà xài pin của nó đó chú, pin của nó nè. Yeah. Ở đây thì ở đây nè, ở đây thì là để là ban gì nè? Bà Quan Âm. Dạ. Bà Địa Mẫu hay gì đó. Ban Địa Mẫu. Đây là bàn thờ bà Địa Mẫu nè. Yeah, yeah. Còn đây là bàn thờ bà Quan Âm. Yeah. Dạ, có để tên hết đó chú. Dạ, còn ở bên kia là còn chánh ở trong kia, chánh điện trong kia ông chú. Dạ. Đây là bàn thờ ban Địa Mẫu nha cả nhà. Dạ, đây là ban Địa Mẫu nha. Dạ.
Dạ. À, chú đi thẳng vô chánh điện đi chú. Khoan xí 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 cho mình đi qua. Còn đây là miếu Ngũ Hành. Ngũ là năm đó, thì là năm bà. Dạ, Ngũ Hành. Có thờ năm vị nương nương nè. À, tôi thấy xa kia là có khu phục vụ ăn uống miễn phí này đó cả nhà. Chút xíu nữa mình mới sang bên đó nha. Bây giờ mình đi ra phía bên ngoài mình xem cái cảnh bên ngoài rất đẹp nè. Đây là phía ngoài ao sen nha cả nhà. Rồi mình đi xuống đây nha. Trời ơi, khung cảnh, toàn cảnh phía bên ngoài của miếu bà rất là rộng luôn cả nhà ơi. Nhưng mà kiến trúc cũng đẹp, nó bắt mắt lắm, sạch, gọn, đẹp. Đây là cái cầu đi vào trong kia kìa. Thì chút xíu mình mới đi nha. Bây giờ mình coi ở đây là đây là ao sen nè. Ao sen nhưng ở dưới cũng có lục bình nữa. Ôi, đẹp quá cả nhà ơi. Phải nói là hôm nay mình đi... đi vào trong đây thì là mình mới có dịp để mình ghé lại miếu bà để ghi hình những khung cảnh đẹp tuyệt vời như vậy cho cả nhà mình xem nè. Đó. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Mưa rồi, mưa lâm râm rồi. Mưa mà nắng nữa chứ. Vừa có mưa mà vừa có nắng nữa. Xuống mình ghi hình cho cả nhà xem nha. Ngoài trời đang mưa nè, cả nhà nhìn thấy những hạt mưa lấm tấm ở dưới hồ không? Đây là toàn cảnh phía bên ngoài của miếu bà Chúa Xứ Bào Mướp nha cả nhà. Khung cảnh thật là tuyệt vời, đẹp lắm cả nhà ơi. Nếu có một lần nào đó cả nhà mình thử hành hương về đây đi. Về đây viếng khung cảnh của miếu bà nè, viếng miếu bà. Rồi dạo quanh khung cảnh như thế này. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Dễ thương quá à, Hòn Non Bộ có một cái cầu xinh xinh nhỏ 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 nè. Đó, lên tới chỗ Phật Bà nè. Đẹp ơi là đẹp luôn cả nhà ơi. Mưa rồi, những hạt mưa li ti nè, rơi xuống hồ nè cả nhà. Sen mùa này tôi thấy ở hồ nào cũng vậy á, cũng không có được đẹp. Lá bị sâu và rũ hết như vậy. Chắc là do thời tiết đó cả nhà. Đẹp quá à. Khung cảnh thật là nhẹ nhàng, êm đềm ha cả nhà ha. Và còn đây cũng có một cái cầu nữa nè. Đó, có cá nhỏ bơi trong đó nữa, đẹp quá. Con ở đâu về đây miếu bà đây? Dạ. Con ở đâu con về miếu bà cúng đây? Hả? Con ở đâu? Con nói cho cô biết rồi, nói cho mấy bạn nhỏ biết rồi nè. Con ở Bình Phước. À, Bình Phước. Con tên gì? Con tên Cẩm Ly. Cẩm Ly hả? Cẩm Ly học lớp mấy rồi ta? Cẩm Ly học lớp 2 rồi. Con chưa học. Vậy mà nói học. Đăng ký vô 2 ngày mới học.
Trời ơi chỉ lạnh quá trời lạnh luôn. Còn con hả, đi chung với em hả? Dạ. Ừ, con đi chung với em, con tên gì? Con tên Dạ. À, con tên Dạ. Cái này là em gái con đây hả? Dạ. Em gái con có khi nào ăn hiếp con không? Có. Có hả? Trời ơi tại chỉ lạnh quá mà. Còn đẻ mà nữa mày chửi không ra. Thôi đi nữa cả nhà. Đi vòng vòng xung quanh chút xíu nữa. Dì đi đâu vậy? Dì đi quay phim vòng vòng đây nè. Mai mốt con mở lên tivi là con thấy con ha. Hồ, đây là hồ Bào Mướp. Đẹp quá, khung cảnh ở đây đẹp quá trời. Dạ. Em mới ở đây lần đầu tiên. Em cũng vậy đó. Bởi vậy tính là hồi nãy là tính chạy đi luôn rồi. Tính chạy đi luôn rồi mà thấy sao mà đông vui quá đi. Mà đẹp nữa. Thôi là gái đẹp đi rồi nó chỗ này đẹp vui lắm. Vui đẹp. Đi mình hồi nãy nói ở đâu về chị? Em ở Bình Phước. Bình Phước hả? Bình Phước mình trên này nè. À. Tại vì ở khu trong này em cũng mới đi vô tới cho nên không có thuộc tên mấy chỗ này nhiều. Dạ. Yeah. Qua bên kia nữa kìa chị, qua bên chỗ đi qua bển đẹp quá à. Trời ơi đi ghi hình tiếp ở nhà, ôi đẹp lắm luôn. Đẹp quá trời luôn. Cảnh đẹp lộng lẫy luôn cả nhà ha. Đi, thôi mình đi lên nữa. À, đi tiếp nữa cả nhà ơi, đẹp quá à. Không có nói bậy nha, dính rồi hút rồi thu tiếng trong đây hết nha con nha. Vậy ngoan con nhỉ. Trời ơi, có rùa nữa nè. Có rùa nó có ra cá, cổ cá bự quá. Ôi đẹp lắm cả nhà. Nè, nhiều cá bự lắm nè cả nhà. Trời ơi đẹp quá mấy chú cá bự quá. Trời ơi lên ăn thấy thương quá kìa. Dạ. Trời ơi mấy chú đẹp quá luôn cả nhà. Có mấy chú rùa nữa nè. Cả nhà mình có nhìn thấy không? Trời ơi. Mang dép vô đi về nè. Rồi đi lại đi quay. Được cả hai. Ôi đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi. Bé nè, bé đang cho cá ăn nè. Thấy không? Ba dựng không sao. Thấy chứ. Trời ơi đẹp quá. Cá bự lắm cả nhà. Cái đó là đồng hát. Trời ơi đẹp quá. Thấy nhiều xuống không? Nè, trời ơi đẹp tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thôi vô cho Hà xuống. Không có bự nha, không đây nè. Đó, tập trung đây, có kia kìa.
Phủi liền lát rửa. Rồi thổi xuất. Rồi sao đẹp quá à, cá bự quá. Đâu nước mặn rồi. Đứng lên. Rồi. Nè lại đây đứng nè. Thôi mình tiếp tục đi nữa cả nhà ơi. Trời ơi đẹp quá à. Cảnh đẹp lắm luôn cả nhà. Ở đây thì có mấy chú nai, mấy chú hu dễ thương quá nè. Đây là mấy đệ tử của các đệ tử của Đường Tăng. Đây là Ngộ Tịnh nè. Và còn đây là Bát Giới nè. Còn đây là Đường Tăng đang cưỡi bạch mã. Còn đây là đệ tử số 1 của Đường Tăng là Tôn Ngộ Không. Đẹp quá cả nhà ơi, khung cảnh rất là đẹp luôn. Đẹp mà mát nữa cả nhà ha. Câu ghi hình con luôn rồi. Dạ, quay đăng lên TV luôn nha. Dạ, lên TV luôn. Lên YouTube. Đúng rồi, cái này là con đà điểu. Con bò. Đúng rồi, đúng rồi, con bò còn con kia nữa kìa. Con đi xích xích nữa còn nhiều con lắm. Con bò. Con bò. Ủm bò đó, trời ơi cưng không. Rồi con ủm bò lại đây nè, đang cho lên tivi nè, ủm bò lại coi nè. Ủm bò. Thôi chào các bạn nữa nè. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn đi. Mình đang ở miếu bà Chúa Chúa Xứ. Đẹp không? Con đi con đi lại kia nữa kìa. Chào các bạn đi con, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. À hôm nay con đi chơi với mẹ phải không? Dạ. Rồi. Thôi được rồi. Đi qua bên kia ngựa ngựa vằn nữa kìa. Con qua bên ngựa vằn nữa kìa. Đi, đi theo quay quay hình nhóc nè.
quê hình bé nè. Chị bán gì chị? Ấm áp miền Tây á cưng. Đây này kênh Ấm áp miền Tây. Nhưng mà không biết là chị đăng bên Ấm áp miền Tây hay là chị đăng bên kênh này nữa, bên chị hai kênh lẫn chung một vòng tay nữa. Để về coi coi, coi về coi coi có đăng bên nào thì cũng được. Bên nào mở coi thì cũng có này hết á. Ấm áp miền Tây hay là chung một vòng tay, em mở bên này không có, mở qua bên kia. Cái nào cũng của chị hết. Đẹp quá ha. Trời, lần đầu tiên chị lại đây đó. Trời, thấy mê quá trời. Em ở gần đây không? Em ở Sóc Trăng. À, trời, còn xa hơn chị nữa. Chị ở chợ mới nè. Ở chợ mới An Giang mình đó. Nhưng mà đâu có công chuyện gì đâu mà đi qua đây. Bữa nay đi ngang đây mới thấy đẹp quá, ghé vô quay phim luôn. Con biết con đó con gì không? Con gì biết không? Con tê giác. Ờ, tê giác, trời ơi, giỏi quá trời luôn. Đúng rồi, con tê giác. Ở đây không biết có cái chữ gì nè. Hoa viên gì nè. Hoa viên miếu bà. Rồi con đó con về. À, miếu bào mướp, đúng rồi. Đây cả nhà ơi, cả nhà có nhìn thấy chữ hoa viên miếu bào mướp không ạ? À? Rất là đẹp nè. Để mình đứng trên cao này mình ghi hình cho cả nhà xem nha, rõ hơn nha. Đây, hoa viên miếu bào mướp, rất là đẹp cả nhà ha. Ôi ôi, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cả nhà. Các bé đi đến đây chung với gia đình. Rồi kia thì có những cái bức tranh đẹp quá cả nhà. Đây nè. À, xưa kia vợ cấy chồng cày, chàng leo thốt nốt, còn nàng bưng cơm. Ôi ôi, rất là hay, dễ thương quá. Đây là bức tranh nó nói về ý nghĩa cuộc sống ở nông thôn. Ôi ôi, chỗ đó đi có người chắc. Bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục, ta vươn mình để hóa kiếp phong lan. Quê em ruộng lúa rừng tràm, cò đi xíu đậu cả đàn én bay. Hay ơi là hay luôn cả nhà ơi. Đẹp quá à. Còn đây nữa nè. Kỳ Lân Anh Vũ Ngũ Hồ, Tam Sơn lại nổi nên Vồ Sơn Công. Rồi đến bức tranh tiếp theo nha cả nhà ơi. Cụ già thông thả buông cần trúc, hồ ruộng trời im mặt nước hồng. Hồ rộng trời im mặt nước hồng, muôn vạn đài sen hương thơm ngát. Tuổi già vui thú với non sông. Tuyệt vời. Hay quá.
Ngày xưa đập lúa giả chày, nia sàng sảy gạo hết ngày chẳng hay. Trẻ em ham thích chơi đùa, miếng trầu bà xỉa, lo mùa lúa sau. Rồi đến bức tranh tiếp theo. Nhưng bức tranh này thì không, cũng nói về cuộc sống sinh hoạt. Xây lúa giả gạo, trẻ em chơi đùa. Còn tiếp theo đây là có ai bảo hai chiếc lá vàng rụng xuống sẽ chết trong khoảnh khắc âm thầm không? Có ai bảo hai chiếc lá vàng rụng xuống sẽ chết trong khoảnh khắc âm thầm không? Một chiếc kề với cội, còn chiếc kia làm thông điệp mùa xuân. Tuyệt vời quá cả nhà ơi. Đây là số điện thoại của họa sĩ Hùng. Chó con chết ở mương đầm, từ bi thầy cứu, người làng đến xem. Tất cả bức tranh này đều do họa sĩ Hùng vẽ ra nha cả nhà, sáng tác và là tác giả. Cá ăn cá lội quanh hồ, sen hồng tươi đẹp, miễu bà đón xuân. Mắt xương hổ rống đêm ngày, thầy sai tăng chủ đến liền cứu ông. Và bức tranh tiếp theo đây ạ. Dốc núi két kèn reo chiến thắng, đất Thới Sơn gọi tiếng anh hùng. Hay quá cả nhà ơi. Những khách hành hương về đây, về miếu bà Bào Mướp này thì có mấy ai? Dạ, đến xem những cái cảnh nói về vùng đất thiêng này không ạ? Vùng đất núi két này không ạ? Vì những khung cảnh ở xung quanh thu hút nhiều hơn, cho nên là có lẽ tôi nghĩ là bà con mình cũng ít có ai đến đây để chiêm ngưỡng, nhìn ngắm những bức tranh như thế này. Thì và đây là những thước phim tôi đến tôi ghi cận cảnh từng bức tranh, và nói lên có những cái câu nói lên về ở núi két này, về nơi đất linh thiêng, vùng đất linh thiêng núi két, có miếu bà chúa xứ Bào Mướp. Và đây là những bức tranh để nói lên tất cả những ý nghĩa của miền đất ở núi két này, của người dân ở núi két này đây ạ. Lòng từ bi cứu người sanh nở, thương muôn loài xấu nọ phóng sanh.
Trong cuộc sống, mấy ai không có lỗi. Biết lỗi sai, biết sửa mới thành người. Trong cuộc đời, mấy ai không vấp ngã. Vấp ngã rồi, đứng dậy mới là hay. Tuyệt vời quá cả nhà ơi. Họa sĩ vẽ những bức tranh này và những cái câu có những câu châm ngôn kèm theo rất là sống động, rất là ý nghĩa, phải không ạ? Đúng là như vậy. Trong cuộc sống mấy ai không có lỗi. Biết lỗi sai, biết sửa mới thành người. Trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã. Vấp ngã rồi, đứng dậy mới là hay. Thật là tuyệt vời. À, và còn đây là một bức tranh nữa. Thất sơn xưa ngũ tích Phật thầy, khai quang lập miễu cháu con xung vầy. Tuyệt vời quá cả nhà ơi. Rất là hay. Đó, ngày xưa còn khai quang lập miếu nè, còn là những chòi lá, những cây gỗ như thế này nè cả nhà, từ thời xa xưa. Đây. Hay quá. Thank you.
đây là tất cả khuôn viên phía ngoài bên phía sau của miếu bà Bào Mướp. Ở khuôn viên miếu bà rất là rộng cả nhà ơi, rộng lắm luôn, mà khung cảnh rất là đẹp, kiến trúc rất là hay, tuyệt vời lắm cả nhà. Hồi nãy đến thì trời cũng lắm tắm mưa. Bây giờ thì mình đi vòng quanh, nãy giờ mình xem ngắm chim bái hết rồi, nhìn ngắm hết rồi, tham quan xem hết rồi. Bây giờ đến chuẩn bị sắp về thì lại cũng còn có những hạt mưa lắm tắm tiếp theo nữa nè cả nhà. Nhìn ở góc cạnh nào thì cũng rất là đẹp, tôi cũng không biết diễn tả sao cho hết nữa. Ấn tượng nhất là ao sen này, khi cho cá ăn thì nổi lên những cái chú cá vàng thật là lớn, rất là đẹp.
Thôi bây giờ mình nãy giờ mình đi xung quanh ở đây cũng hết rồi cả nhà ha. Nãy giờ mình cũng đi khá là lâu rồi. Thôi bây giờ mình đi trở ra nha. À, hồi nãy thì chúng ta vào là vào cổng phụ à, còn bây giờ mình trở ra bằng cổng chính nha cả nhà ơi. À, thôi thì nãy giờ chúng ta cũng đã đi tham quan xung quanh hết vòng quanh hết miếu bà Chúa Xứ ở Bào Mước rồi cả nhà. Bà Chúa Xứ Bào Mước. Thôi bây giờ có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tôi trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả bà con hành hương mình về đây được luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thượng lộ bình an ạ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.